Chào cả nhà trở lại. Người đời thường nói về chữ nghiệp, hiểu chữ nghiệp thường không tốt. Giả dụ một người gặp khổ nạn than rằng nghiệp tôi như vậy, tôi đành phải chịu. Trước là chưa thấu đạt về chữ nghiệp, sau là không tìm phương pháp giảm nghiệp. Họ mãi mong chờ nghiệp dứt phước mới đến. Nói theo thế gian, sự là việc làm, nghiệp là kết quả. Làm lâu ngày sẽ tích lũy nghiệp. Vật không thể mang theo vào giấc ngủ, nhưng nghiệp thì có thể mang vào giấc ngủ, mang theo cả sang đời sau. Biết như thế, vì sao lưu lại những bất thiện của người làm án kiện trong tâm ta, án kiện trong cái kho chứa tạng thức. Thức tạng là cái kho chứa mọi hạt giống, lưu mọi hạt giống, mọi hành động vào đấy. Tạng thức là cái kho chứa hạt giống. Nhà ai cũng có một tủ đựng vật quý, ai lại mang rác cho vào tủ quý của mình? Người mang lời bất thiện chứa trong tâm rồi than rằng mình phiền não thì còn trách ai cho được. Nghiệp là tạo tác, hay nói sự là việc làm, nghiệp là kết quả. Làm lâu ngày tích lũy nghiệp, đến khi lâm chung là cận tử nghiệp. Đi về con đường nào do nghiệp đã tích lũy trong cái tạng thức ấy, tất thảy do nghiệp dẫn. Người ta gặp nhau hay hỏi thăm sự nghiệp của anh chị lúc này như thế nào. Nghiệp bao hàm rộng khắp đời sống con người. Tác nghiệp, tốt nghiệp, lập nghiệp, đồng nghiệp, thất nghiệp, sự nghiệp. Nghiệp chia hai lối, nghiệp ác và nghiệp thiện. Bất định nghiệp và định nghiệp. Bất định nghiệp là hành động bao gồm thân, khẩu, không kèm ý. Ví dụ ta đánh răng, rửa mặt mỗi sáng như thế nào, đó là thói quen mỗi ngày. Định nghiệp là hành động bao gồm thân, miệng kết hợp cả cùng ý. Giả dụ thường xuyên nói tốt về người là nghiệp lành, thường xuyên chê bai người là nghiệp bất thiện. Một thói quen làm lâu ngày là tích lũy nghiệp. Một người ngày nào cũng nghe kinh, trì kinh là tạo nghiệp lành cho tâm ý của mình. Ngày nào cũng siêng năng tập thể dục là tạo nghiệp lành cho thân thể. Ban đầu ta tạo nghiệp, về sau nghiệp dẫn ta đi. Một hành động làm thường xuyên đến khi tích lũy đủ lớn là nghiệp chỗ. Nghiệp tích lũy thiện sẽ trổ quả thiện, tích lũy ác sẽ trổ quả ác. Cuối đời khi lâm chung là cận tử nghiệp. Thiện nhiều thì đi về ba cõi thiện, ác nhiều thì về tam ác đạo. Ví như sinh thời, cây lớn lên bên nào, nghiêng sẽ ngã về bên ấy. Chư vị thử quán xét lại, ta sinh ra trong gia đình có văn hóa như thế nào? Trong 20 năm tiền vận, tức đầu đời, sẽ có những thói quen tương ưng với gia đình ta. Xa hơn là vùng ta sinh ra, quốc gia nơi ta sinh sống, thói quen thường xuyên là gì? Sáng thức dậy sẽ đi theo con đường ấy. Ta có sở thích gì, có những hội nhóm cùng sở thích, đó là cộng nghiệp. Nghiệp quả trong tạng thức đã được tích lũy trong vô lượng kiếp. Đời này sinh ra ảnh hưởng bởi nghiệp đời quá khứ, cộng nghiệp cùng những người trong gia đình và xã hội nơi ta sinh sống. Nghiệp ta tích lũy trong đời sống khi mà đủ mạnh, chúng kéo ta đi là nghiệp lực. Mỗi hành động ta tạo, nghiệp lưu vào tàng thức. Tàng thức hay A lại gia thức là tiếng Phạn, là cái kho chứa. Chứa tất thảy mọi chủng tử thiện ác qua bao đời. Có nghiệp nhân, ắt có nghiệp quả. Từ quả rồi lại thành nhân, ví như trái cam vừa là nhân vừa là quả. Nhân quả quả nhân cứ thế luân hồi. Ví như nước là thể lỏng, đủ duyên nóng bốc hơi là thể khí. Tụ thành mây, từ mây chuyển thành mưa, đủ duyên lạnh thành nước là đá là thể rắn, hết lạnh là trở về thể nước. Tàng thức chúng ta chứa hằng hà chủng tử, phân thành nhiều nhóm. Chúng sinh trợ, hoại lẫn nhau. Một người học kinh Phật, học mỗi ngày trong vài tháng, vài năm là tạo nghiệp học kinh Phật. Hạt giống kinh rơi vào tàng thức gọi là hiện hạnh huân chủng tử. Đến khi học thuộc, tự diễn giải ra ý, từ tàng thức lời kinh phát khởi gọi là chủng tử huân hiện hạnh. Rồi người đó thường xuyên ôn lại lời kinh là hiện hạnh huân chủng tử. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, chúng ta huân tập chủng tử nào nhiều, chúng ta sẽ giỏi về việc ấy.
gặp những người có cùng sự huân tập. Rồi một đời chúng ta huân tập điều gì nhiều, chủng tử nào nhiều, đời sau sinh ra với những chủng tử đã tích lũy nhiều, được nổi bật hơn. Những đứa trẻ có khiếu về toán học, âm nhạc, Phật học là do đời trước đã tích lũy nhiều chủng tử ấy trong tàn thức. Nghiệp nhân dẫn đến quả báo, hướng như thế luân hồi bất tận. Hiện báo, sanh báo, hậu báo, quả trổ của hiện tại, đời sau và rất lâu sau. Tướng mạo, giọng nói, gia cảnh không như nhau, do sức mạnh của chủng tử chứa trong tạng thức không như nhau. Sức mạnh ấy lôi kéo chúng ta thọ sanh trong lục đạo, mãi không có ngày dừng. Thế nên nói đến nghiệp nhân quả báo là nói đến sự luân hồi sanh tử. Muốn ngày mai, tháng sau, năm sau và cả đời sau được an ổn, ta phải tích lũy những hạt giống thiện vào trong tạng thức của mình. Thể Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.